7 bước để xây dựng một kênh TikTok. Bạn hãy xem hết video này để nắm rõ những chi tiết nhé. Bước 1, chúng ta cần phải hiểu rõ luật TikTok là như thế nào. Đi chơi hay tham gia giao thông thì chúng ta đều cần phải hiểu rõ luật chơi và luật đi trên đường như thế nào. Không thì chúng ta sẽ vi phạm giao thông nhé. Bước 2 là chọn chủ đề kênh. Chúng ta sẽ làm chủ đề xuyên suốt. Và chủ đề này là chúng ta phải có hiểu rõ. Chuyên gia thì càng tốt. Và cái chủ đề này ở thị trường của bạn là họ có yêu thích hay không, là họ có sẵn sàng chi trả cho cái chủ đề của bạn, sau lại bạn bán hàng hay không. Bước 3 là chọn concept cho kênh. Bạn có thể làm video dạng vlog như mình đang nói, hoặc video hài hước, hoặc dạng review gì đó, một cái chủ đề nào đó bạn phải nghĩ ra. Bước 4 là bạn phải xây dựng kịch bản cho video, và hãy ngồi lại và viết từ 5 đến 7 kịch bản và làm sẵn các video trong một tuần. Và bước thứ 5 là bạn cần phải chọn thiết bị quay. Bạn có thể chọn một cái, chẳng hạn như một cái điện thoại như này, một cái đèn như tôi đang sử dụng, và một cái mic như tôi đang sử dụng chẳng hạn, là có thể quay video rồi. Nếu mà có ánh sáng thì bạn có thể sử dụng cái đèn, hoặc chúng ta có thể ra ngoài trời, hoặc sử dụng một cái bóng đèn nào đó để chiếu mặt chúng ta. Một cái bóng đèn ngoài chỉ khoảng mấy trăm nghìn ở trên Shopee là có thể mua được rồi, hoặc vào shop của tôi có thể mua được, có những cái đèn đó nhá, mấy trăm nghìn thôi. Cái bước thứ 6 là chúng ta cần phải chỉnh sửa cách dựng video như nào. Thì trên điện thoại chúng ta có thể sử dụng là cái phần mềm cắt cắp, còn trên máy tính chúng ta có thể sử dụng Adobe Premiere. Em có thể lên kênh của mình để xem các hướng dẫn về cách sử dụng cắt cắp để edit video. Bước thứ 7 là cái bạn phải chịu khó liên tục làm video đều trong một tuần. Trung bình mình đang hiện tại đang lên là 3 video trong một ngày, thì anh chị em là ít nhất một video trong một ngày trong một tuần, và bạn đều đặn như thế mình chắc chắn là sẽ thành công. Nếu mà video càng hài càng tốt, chúc anh chị em thành công, và nhớ subscribe kênh mình và vào shop bình ủng hộ mình nhé.